Dạ, em ở dưới nhà rồi chị ạ. Dạ vâng vâng vâng. À, cậu chở tôi qua công ty VM nhá. Tôi có chút chuyện cần bàn bạc trực tiếp. Thế chị lên xe đi. Cậu đỗ xe ở ngay đây đợi tôi nhá. Tôi vào trong bàn chút công chuyện rồi tôi ra ngay. Dạ vâng. Ồ, tôi chết rồi. Quên chưa đổ xăng rồi. Vâng. Chủ tịch lại bảo là đợi luôn ở đây. Mà hết xăng thế này thì... Chủ tịch ơi, chị đẩy mạnh mạnh tí nhá, sắp đến cây xăng rồi, yên tâm. Biết rồi, khổ lắm. Đúng là đồ của nợ mà. Không, không được. Ai lại để chủ tịch đẩy xe bao giờ. Thôi, đi một xăng. Chắc cũng có cây xăng gần đây. Chủ tịch cũng chưa ra đâu. Alo. Anh đang trước cửa công ty của em rồi, em xuống đi. Anh đợi em một tí nhá. Em đang tranh thủ đi làm nail nên là không có ở công ty đâu. Cái gì? Sao đang giờ làm việc mà đi làm móng á? Dở à? Thì sao chứ? Ai bảo người yêu của em là giám đốc nên là ai dám nói gì em nào? Rồi. À, được rồi. Tôi sẽ gửi mail qua cho cậu ngay. Cậu nhớ xem một chiếc đi nhá. Tuấn à, đưa tôi về công ty nhá. Anh ơi, cho tôi xin lỗi nhá. Tại vì tôi thật sự là tôi cứ tưởng đến xe của tôi. Ấy, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Này. Rảnh rỗi thì đi chơi với anh tí rồi cà phê cà pháo tí dãng về nhỉ? Xin lỗi, tôi với anh không quen nhau. Với lại bây giờ tôi cũng không có thời gian rảnh đâu. Phiền anh mở xe cho tôi đi xuống. Anh làm gì đấy? Còn làm cái gì nữa? Cái trò mà lên nhầm xe của em anh lạ gì? Này, anh biết thừa hết rồi. Thôi thì rảnh rỗi thì cứ ở đây đi chơi một vòng cho nó vui rồi dãng về nhá. Anh nói hẳn hoi đi. Chẳng qua tôi lên nhầm xe thôi. Này, con nai vả ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn khổ thế chứ lại. Thôi, cái trò của em nó gọi là xưa lắm rồi đấy. Anh không lạ gì cái trò đấy cả. Nhá, bây giờ là cứ thẳng thắn với nhau đi. Rồi tụi mình đi chơi chỗ khác vui hơn nhá. Đi chơi với anh đi. Nào, anh bỏ ra. Để anh cài dây an toàn cho, có gì đâu. Đi nãy giờ không thấy cái cây xăng nào mới lạ chứ. Biết thế cứ đứng đợi chủ tịch đi. Không có xăng nhưng mà còn có chủ tịch đẩy xe. Anh bỏ ra. Sao đây? Không bỏ thế. Mở cửa ra. Gan nhở. Dám mèo mả ngay trước mặt bà. Mở ra không bạn đập nát cửa kính bây giờ. Đừng đập. Thay kính đắt tiền lắm đấy. Mày, hay tao xé nát mặt mày ra nhá. Mày dám hú hí bạn trai tao ngay trước mặt tao à? Mày muốn chết à? Cái gì? Hú hí á? Cậu bị điên à? Tôi và anh ta ấy, chẳng quen biết gì nhau cả. Chẳng qua là tôi lên nhầm xe thôi. Với lại nhá, chính anh ta
còn khóa cửa xe, không cho tôi xuống nữa cơ. Cô nghĩ tôi là con ngu à? Cô nghĩ là cô nói gì tôi cũng tin á? Chính mắt tôi nhìn thấy, thế mà còn dám chối à? Đúng rồi đấy, chính cô ta lấy xe của anh, định viễn giúp anh. Anh không đồng ý, thế là bây giờ quay ra đổ oan cho anh này. Đồ ăn vạ. Cái gì? Anh bảo tôi kiếm giúp anh á? Chứ sao nữa, tôi vừa đẹp trai, vừa nhiều tiền, lại đi xe xịn thế này nữa. Cô không quyến rũ tôi thì quyến rũ ai? Xin lỗi đi, loại người như anh ấy, tôi thà đi quyến rũ một con bò còn hơn là quyến rũ lại người như anh. À, có lời nào? Mày dám bảo tao thu con bò à? Để em, để hôm nay tôi dạy cho cô một bài học, để xem cô còn trơ trẽn được nữa hay không. Rồi, ngon ấy, cô nhà tôi đấy. Bây giờ ấy, cô chỉ cần động tới một sợi tóc của tôi thôi ấy, tôi không để yên cho cô đâu. Vào đấy. À ha, lại còn định hù dọa nữa cơ à? Hả? Bọn tao không sợ đâu nhá. Tôi chả phải gì dọa các người cả. Mà có phải các người không coi trọng luật pháp là gì đúng không? Được rồi, tôi chỉ cần kiện các người ấy, cái tội hành hung phụ nữ rồi xúc phạm nhân phẩm của phụ nữ ấy, các người ấy, đi tù một công đấy. Thế á? Thế thì mày kiện đi, mày thử kiện xem ai sợ ai. Anh nghĩ là thôi bỏ qua đi. Bỏ qua là bỏ qua thế nào? Hôm nay ấy, em phải lột da nó ra, em mới hả giận được. Nhưng mà đang gần công ty của mình, bây giờ bị sếp mà biết, sếp mắng rồi thì chết, xấu hết cả mặt công ty đấy. Được rồi, coi như hôm nay là mày may mắn, đừng người tao gặp lại lần sau. Nếu tao gặp lại lần sau ấy, tao lột da mày ra chấm muối đấy. Xin lỗi chị. Cậu làm gì mà lâu thế? Dạ. Bao nhiêu việc công ty đấy. Dạ, mẹ... Tôi không giải thích gì nữa. Đưa tôi về công ty đi. Rồi ạ, xùi thế chứ lị. Hết sang giữa đường này. Rồi nhờ ai rồi nhỉ? Ê... Alo à, em nghe à? Tôi để quên tài liệu trên xe, cậu mang lên văn phòng giúp tôi nhé. Dạ vâng. Chắc là cái này. Chị ạ, em gửi hồ sơ. Ừ, đấy là tôi. Có chuyện gì à? Em xin lỗi chị mà, chuyện lúc sáng em để chị đợi lâu. Thực ra là cái xe nó hết xăng thì em đi mua, nhưng mà không may nó lại trục trặc. Ừ, thôi không sao, tôi cũng chả để ý đâu. Nhưng mà lần sau ấy, cậu phải chú ý hơn đấy nhá. Dạ vâng ạ. Em đi rửa xe nhé, xe bẩn quá. Đi đi. Dạ vâng. Anh ơi. Này, anh đi đâu mà tôi không thấy anh ở công ty đấy hả? Ồ, thì hôm nay anh có hẹn đi gặp đối tác để mà bàn dự án quan trọng mới. Em quên rồi à? Chết, em quên mất. Thế, nhưng mà tại sao anh đi lại không gọi em? Thì anh đi làm, em đi theo làm cái gì? Hả? Mà đây có phải nhiệm vụ của em đâu. Tôi không biết, kiểu gì tôi cũng phải đi theo anh. Không phải để anh đi một mình như thế được. Này, em tới đây làm cái gì đây? Này! Gái xưa không chửi linh tinh, gái này động tí là bung võ mồm, bực thật đấy. Ô, đây có phải là hồ sơ mình cần đâu. Cái cậu Tuấn này nữa, lại phải đích thân mình đi lấy rồi. Làm gì chả. Này, tưởng ai, hóa ra là cô em hôm qua. Lại là anh à? Không anh chứ ai, đối với tìm là ai giống anh thứ hai. Này, mình có duyên thật đấy.
Không dám. Tôi cũng chẳng muốn có duyên phận gì với anh đâu. Ồ, này, em còn hờn dỗi cái chuyện của anh hôm qua đấy à? Con bạn gái của anh ấy nó hung dữ lắm, thành ra là anh đá nó rồi. Em yên tâm đi. Buồn cười thật đấy. Chuyện riêng của anh kể tôi làm gì? Em vội thế, đứng lại tâm sự đi đã. Tôi nói cho anh nhớ này. Thứ nhất, tôi và anh không quen biết nhau. Thứ hai, anh đang làm mất thời gian của tôi đấy. Phiền anh tránh ra chỗ khác. Thế em là nhân viên của công ty này à? Ôi, thế thì lại quá được luôn. Nói cho em biết nhá, anh với chủ tịch công ty này là chỗ thân quen đấy. Thật thế á? Ừ. Anh với chủ tịch là chỗ thân quen. Ừ. Thế thì tôi hỏi anh nhá. Ừ. Anh với chủ tịch ý, thân quen như thế nào vậy? Thì thân quen như thể anh em một nhà ấy. Này nhá, anh chỉ cần nói với chủ tịch một câu thôi thì lập tức nhá, em còn có chức gì trong công ty sẽ có ngay, hiểu chưa? Thật thế à? Ừ. À này, anh mạnh dạn đề nghị thế này. Tối nay em đi chơi với anh một đêm đi, rồi ngày mai sẽ bảo với chủ tịch thăng chức cho em liền, thế nào? Anh à, anh ngu ấy thì anh ngu của mình thôi. Anh đừng kéo theo tôi vào làm gì cả. Con ranh con này hả? Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt à? Hả? Thích chả treo với tao. Cái gì đây? Bây giờ có đi không? Bỏ ra. Bướng à? Anh bỏ tôi ra. Cô cháu gì? Lần trước tao đã cảnh cáo mày, thế mà lần này mày vẫn dám vác mặt đây cơ. Con vẫn nằm của cô, thấy tôi với bạn trai của cô hả? Rõ ràng là bạn trai của cô sai trước. Thế mà bây giờ cô quay ra cô trách tôi à? Chính hai con mắt được của tao nhìn thấy đấy. Rõ ràng tao nhìn thấy hai người giằng co nhau. Lần trước thì ở trong xe, lần này thì là ở trước cửa công ty bạn trai tao. Thế mà mày dám cãi cơ? Cô đúng là hồ đồ, không biết suy nghĩ đấy. Mày nói ai hồ đồ? Tôi nói cô đấy. Cô không những hồ đồ ấy, mà mắt cô còn mù nữa. Bạn trai của cô hàm gái như này, thế mà cô vẫn còn coi như là của báu được à? Nếu mà có cho tôi ý, tôi cũng không thèm đâu. Này, mày nói không ra gì đấy à? Em xem mà xem. Chính nó đeo bám anh đấy. Lần trước là bị em bắt gặp, thành ra hôm nay đến tận đây để mà đeo bám mình đấy. Lần trước tao dọa mày nhỏ nhẹ quá rồi đúng không? Để xem lần này tao cào nát mặt người ta không. Cô tính làm gì thôi? Tôi nói cho hai người biết này, ở đây có camera, ở đây có bảo vệ đấy. Nếu mà hai người làm gì tôi ý, tôi chỉ cần la lên thôi là hai người sẽ bị bế lên phường đấy. Rõ ràng mọi chuyện là mày sai. Thế bây giờ dám dọa ngược lại tụi tao á? Hay là mày ngủ với chủ tịch rồi nên tưởng là mày thích làm gì thì làm, không ai dám động đến mày? Đúng rồi đấy. Thì sao nào? Anh xem cô ta trơ trẽ như kìa. Cứ tưởng là cái chuyện gì tốt lắm, thế mà đem khoe mẽ được á? Này, nói cho mày biết nhá, tao quen với chủ tịch công ty này đấy, mày có tin không? Tao chỉ cần nói một câu thôi là ngay ngày mai mày sẽ bị đuổi việc ngay đấy. Thì nói đi, anh cứ nói với chủ tịch đi, để xem ý, chủ tịch có đuổi việc tôi không nhá. Mày nghĩ mày là gì mà bọn tao không dám đuổi? Đúng là cái loại con gái rẻ tiền, tưởng thế là hay. Bẩn quá nhỉ. Ô, sao lúc nãy mình không để ý cái này nhỉ? Ôi trời, đây mới là cái chủ tịch cần rồi. Chết. Ngay từ đầu ấy, tao đã biết mày là cái loại con gái chả gì rồi. Đánh mày thì tụi bẩn tay tao. Cô không còn nói thì tôi vẫn nhớ đấy. Cái tát của cô tát tôi này, tôi sẽ khiến cô ấy vô cùng hối hận đấy. Này, mày hù ai đấy? Đừng có mang cái mác chủ tịch ra để mà dọa bọn tao nhá. Cái thứ con gái như mày ấy, chả ai coi ra gì đâu. Ôi, chị đây rồi, em cứ đi tìm chị mãi. Nãy em thấy ở trên ô tô ấy, có một cái tập hồ sơ. Không biết đây có phải là hồ sơ chị cần không? Đưa tôi xem. Đúng rồi này, cảm ơn cậu nhá. Ôi, may chưa, không thì chủ tịch đi mà không có cái này là hỏng hết. Cậu Tuấn, tôi gọi đây là chủ tịch của cậu á. Cậu Toàn này, sao lại ở đây? Thế là hai người quen nhau à? Ôi, chị ơi, đây là cậu Toàn, giám đốc của bên Daza đấy.
mấy lần mình hay sang làm việc mà. Giới thiệu với cậu, đây là chị Lan Anh, chủ tịch công ty tôi đấy. Mấy lần qua làm việc mà vẫn chưa biết nhau à? Biết làm sao được. Tôi qua làm việc ý, toàn làm việc trực tiếp với chủ tịch của cậu ta. Cậu ta không biết là phải rồi, đúng không? Vâng. Nói vậy, cô chính là chủ tịch của FVM á? Thôi thôi, nói từ nãy đến giờ mà cậu chưa hiểu à? Không phải là chưa hiểu, mà là không thể tin nổi đúng không? Thế nào, sao bây giờ lại im như hến đấy? Vừa nãy hai người mạnh miệng lắm cơ mà. Nói tiếp đi. Cô bỏ ra đi. Cái loại đàn bà như cô ấy đúng là hung hăng mà. Chưa biết sự thật như thế nào, đã lao vào chửi bới, đánh đập người ta rồi. Này, tôi mù mắt mà yêu phải cô đấy. Anh đang trách tôi đấy á? Là do anh nổi máu dê, đi sàm sỡ người khác. Thế mà là còn trách tôi á? Này, cô nói bậy bạ cái gì đấy hả? Anh đừng tưởng là tôi không biết. Ai thèm sàm sỡ anh, có mà anh tự bịa ra thì có ấy. Cô cháu gì, anh nghĩ là tôi tin anh thật chắc. Chả qua anh là giám đốc công ty, nên là tôi mới tin tưởng để cho anh vui thôi. Này, tôi đuổi việc cô ngay bây giờ đấy, cô không sợ à? Sợ á? Anh ấy nên lo cho bản thân của mình trước đi. Anh đắc tội với chủ tịch của công ty đấy rồi, anh nghĩ anh còn ngồi yên được cái giám đốc này nữa? Đúng rồi, cô ấy nói đúng đấy. Nhưng mà cô quên mất một điều, là không chỉ anh ta nghỉ việc đâu, mà còn có cả cô ấy đấy. Cô liên quan gì tới công ty của tôi mà đòi đuổi việc tôi? Đúng rồi đấy, cô chỉ là chủ tịch công ty đối tác thôi mà. Đúng là đáng tiếc cho hai người rồi. Trong ngày hôm qua ấy, tôi đã bàn với chủ tịch của hai người thu mua lại công ty của hai người rồi. Chính vì thế tôi không những là chủ tịch công ty đối tác, mà tôi còn là chủ tịch của hai người đấy. Cái gì? Thu mua công ty của tôi á? Anh là giám đốc của công ty mà không biết công ty mình bị thu mua à? Vốn dĩ ngày hôm nay ấy, sẽ diễn ra cuộc họp để thông báo thông tin này. Nhưng mà tôi châm trước cho hai người đấy. Tôi thông báo trước cho hai người rồi còn gì. Đằng nào ấy, hai người cũng phải lên công ty thu dọn đồ đạc đúng không? Chủ tịch ạ, mọi chuyện đều là do anh ta. Còn tôi chỉ là hồ lồ thôi. Mong là chị sẽ bỏ qua tôi ạ. Thôi đi cô ạ, tôi đã khoan hồng cho cô rồi. Tôi chỉ cho cô nghỉ việc thôi. Còn hai cái tát mà cô tát tôi này, tôi không tính đâu đấy. Thôi, bây giờ dù cậu có nói gì chăng nữa ấy, tôi cũng không thay đổi quyết định đâu. Mà cũng tiện đây, tôi nhắc cho hai cô cậu biết này. Đừng nghĩ mình có chút quyền, chút tiền ở trong tay là hai cô cậu muốn làm gì thì làm nhá. Muốn ức hiếp người ta như thế nào thì ức hiếp nhá. Đây là bài học quý dành cho hai cô cậu đấy. Đi đây. Em cầm cho.